Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Rất là lâu rồi em mới về lại được những sợi dây nguồn hàng bãi chất lượng như thế này. Hiện nay có rất là nhiều bác sử dụng những con men con đại công suất lớn, nhưng mình sử dụng những sợi dây nguồn loại rất là bé này, những sợi dây nguồn hàng chợ này. Thì khi chúng ta sử dụng những thiết bị công suất lớn thì rất là dễ bị nóng dây. Và thứ hai, thiết bị của mình sẽ không được cung cấp đủ năng lượng để hoạt động nhá. Đó nên các bác có thể thay đổi những sợi dây nguồn này để chất âm dàn audio của chúng ta được hay hơn nhé. Số lượng em về được những sợi dây nguồn 15A, tầm khoảng là 100 sợi nhé. Và đây là sợi dây nguồn của chúng ta. Các bác nhìn này, dây rất là to và rất là chắc chắn nhé. Trên này thì nó sẽ được dập chìm này. Đó, dập chìm rất là xịn. Nó sẽ có 3 loại nhé, 3 loại 14AVKG, tức là 2.08 nhá, 14 là 2 ly. Đó, 2 ly AVKG. Đó, tại là 300 V, rất là lớn nhá. Các bác cũng biết rồi, dòng điện của chúng ta chỉ có được 220 V thôi, nhưng sợi dây nguồn này nó tải lên tận 300 V. Thì các bác biết độ lớn của nó như thế nào rồi. Đó. Rồi, nó sẽ có 3 chân này. Tải là 15A nhá, 15A. Đó, 15A tương đương với 3.000 W nha. Các bác về sử dụng cho những con men con đại công suất lớn này, chúng ta mua về chúng ta thay. Đó, rất là ok. Và sợi dây này nó sẽ có chiều dài là 1m8 nha các bác, 1m8 nha. Đó, số lượng thì em về được tầm khoảng là 100 sợi nhé các bác, 100 sợi. Rất là lâu rồi em mới về được dòng này nhé. Và giá một sợi dây nguồn như thế này, em về và em để cho tất cả bác với giá là 110.000 một sợi nhá. Tùy theo đợt nhá. Có đợt thì 115, có đợt thì 101. Đó, còn nếu em lấy được rẻ hơn, em sẽ để cho tất cả bác với giá là rẻ hơn nhá. Còn dòng này thì 101. Cho một sợi dây nguồn rất là to, rất là chắc chắn và rất là xịn như thế này. Xịn chưa? Cầm sợi dây nguồn rất là chắc tay nha các bác. Rồi, đi qua những sợi dây nguồn 7A này. Sợi dây nguồn 7A này thì em còn sót kho thôi. Chứ còn đợt này không có về được dây nguồn 7A nhé. Dây nguồn 7A hàng bãi của Nhật này, nó sẽ có một sợi dây mát như thế này. Bên kia thì nó không có dây mát nhé. Còn dòng này thì nó xài 2 chân, là chân dẹp nha các bác. 7A tương đương với 1.500 W. Các bác cũng có thể về sử dụng cho những thiết bị gia dụng như là nồi cơm điện này, ống siêu tốc này. Đó, những thiết bị gia dụng của chúng ta tại 7A 1.500 W cũng rất là lớn nhá. Và giá chỉ có 60.000 một sợi thôi nha các bác. 60.000 một sợi thôi. Lấy 3 sợi em sẽ bao ship. Bên này lấy 3 sợi em cũng bao ship nhá. Còn lấy dưới 3 sợi thì em sẽ không bao ship. Các bác thông cảm giúp em nhá. Rồi, thì bác nào có nhu cầu về những sợi dây nguồn này để về xài cho thiết bị audio của mình thì có thể liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nhá. Bên em thì sẽ luôn cam kết và đảm bảo cho tất cả bác những dòng này thì em tuyển chọn rất là kỹ rồi, và em cũng đã phân phối khá là nhiều cho anh em và các bác rồi, nên các bác cứ yên tâm nhá. Rồi, video đến đây em cũng xin tạm dừng nhá. Một lần nữa bên shop phòng mặt Audio Sài Gòn kính chúc tất cả anh em và các bác luôn luôn sức khỏe và bình an nha các bác. Rồi, em chào tất cả bác, hẹn các bác các video clip tiếp theo. Xin chào.